Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm video. Lời đầu tiên là cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mình sẽ trả lời câu hỏi của một anh là em hãy làm lịch vaccine heo con đi. Và hôm nay em sẽ làm một cái video tổng quan là các loại vaccine hiện nay cho heo con là những loại nào, công dụng như thế nào. Và đối với heo con thì nên dùng ít nhất là bao nhiêu loại. Và những cái biểu hiện thường xảy ra sau khi tiêm vaccine là như thế nào và cách xử lý nhá. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ vào chi tiết nhé. Đây là phần heo con đây. Bây giờ mình sẽ dừng ở phần heo con cho mọi người nhé. Phần heo con thì nó sẽ chia ra là 2 tuần, 3 tuần, 5 tuần, 7 tuần, 9 tuần và 11 tuần, đồng nghĩa với các loại vaccine là PRRS này, nghĩa là sau khi lợn con sinh ra được 14 ngày chúng ta sẽ tiêm là tai xanh ạ. PRRS là bệnh tai xanh ạ. Tiếp theo là Myco là bệnh viêm phổi do mycoplasma gây nên nhé. Tiếp theo là PVC là bệnh psycho nhé. Đây là bệnh hội chứng còi cọc sau cai sữa ở lợn con nhé. Vào lúc 5 tuần thì chúng ta sẽ tiêm CSF. CSF ở đây là bệnh dịch tả cổ điển nhé. Đây là bệnh dịch tả heo, nhưng mà không phải là dịch tả châu Phi nhé. Dịch tả châu Phi sẽ viết tắt là ASF. Đối với dịch tả ấy, thì dịch tả cổ điển có vaccine, còn dịch tả châu Phi thì chưa có vaccine nhé mọi người nhé. Còn FMD ấy, FMD là lở mồm long móng. Ok, nó chỉ là một số vaccine như thế thôi. Bây giờ mình sẽ đi từng loại vaccine cụ thể nhé. Mình cho mọi người xem là cái vỏ nó như thế nào nhé. Ở vaccine ấy thì nó sẽ có hai loại vaccine, đó là vaccine sống và vaccine chết. Vaccine sống nghĩa là nó sẽ cấy con virus nó còn sống vào trong cơ thể, nhưng mà với liều lượng là nó sẽ không sinh sản ra được rồi, một liều lượng nhất định. Nhưng cái đấy nó sẽ có ưu điểm thì nó sẽ là tác dụng kéo dài hơn và có tác dụng rộng hơn đó. Tuy nhiên là nó sẽ thường gây sốc đấy, và chi phí sản xuất và bảo quản nó khó, thường bảo quản ở nhiệt độ thấp ạ, tầm 4 độ C nhé, 2 đến 4 độ C. Còn vaccine chết là vaccine là virus đó đã chết rồi nhé, nên là nó dễ bảo quản, nó có thể ở toàn đa số nó ở dạng lỏng thôi ạ. Còn vaccine sống nó sẽ ở dạng khô nhé, rồi phải kết hợp với thuốc pha nhé. Ok, đấy là một số loại vaccine đấy. Thì trên ảnh mình chỉ cho mọi người ấy, có cả Pavo là tiêm nái là khô thai này, với là FMD lở mồm long móng này, Ecoli này. Ok mọi người, tiếp theo là mình sẽ nói chuyện về là các loại vaccine để cơ bản để dùng cho con heo con ấy thì cần dùng hết không. Nếu mà đấy là các vaccine cơ bản đấy, nếu mà có điều kiện dùng hết thì ok. Còn nếu mà mình chăn nuôi nó ít thôi thì mọi người cần phải làm vaccine ít nhất là phải có dịch tả nhé, và viêm phổi ấy, vaccine Myco ấy. Nhưng mà thường mấy cái vaccine này nó đắt, thì ở ngoài thị trường sẽ có cái mọi người dùng cái vaccine 3 trong 1 đóng dấu tụi huyết trùng và phó thương hàn ấy, dùng vaccine kia cũng được, tiêm lúc heo con được khoảng 3-5 ngày tuổi là được.
Còn đối với một số vaccine như tai xanh nó cũng đắt và Psycho nó cũng đắt. Psycho hội chứng còi cọc này nó cũng rơi vào khoảng gần 3 triệu một lọ để tiêm cho được 100 con đấy. Thế là mỗi con mất 30.000. Nên là mình chăn nuôi quy mô như thế nào thì mình dùng thế đấy thôi. Dịch tả này, cái E. coli thì mình tiêm ở nái. Rồi sau đó đối với heo con thì mình có thể là mua dịch tả về tiêm, dịch tả nó rẻ mà. Ok mọi người nhé, đấy là một số vaccine cơ bản mình đã giới thiệu cho mọi người. Tuy nhiên là ít nhất mọi người phải tiêm đối với con nái là E. coli xương phù đầu nhỉ, để con lợn con sinh ra nó không bị tiêu chảy này. Và tiêm dịch tả cổ điển, tại vì dịch tả nó rẻ nữa. Và mình có thể tiêm vaccine 3-1 tụ huyết trùng phó thương hàn và đóng dấu lợn đấy, 3-1.